Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Lần này thì Khải sẽ tiếp tục sau đồ cao thủ Tống Kim cho anh em xem. Ở tập 1 của chúng ta đó là Côn Đảo là Quốc Lương, hai mục cuốn là Côn Đảo, Nomad là Cái Bang. Đó, hôm nay Khải sẽ sau đồ Nomad cho anh em xem. Rồi tập 4 là Cái Bang, tập 5 là Côn Đảo, tập 6 là cây đổi thành Côn Đảo. Thiên 7, thiên thiên nhẫn là thiên nhẫn. Rồi thiên là thiên nhẫn Phan Mở Sơ, Lưu Vũ Tông là Côn Xét. Khải là Đường Môn. Đó, hôm nay Khải được tập 10 thôi. Cho anh em xem set đồ của Nomad anh em ơi. Đây. Nomad. Ngày hôm nay thì Nomad đánh được 176 mạng, 3131 NBS tử vong 44 lần, hên quá. Xém tí nữa là top 1 tử vong rồi. Ôi, ở chỗ này ghi 39 mà chỗ này nó ghi 40 anh em, ảo vãi, ảo tung chảo anh em này. Chỗ này 39 thôi mà lên này ghi 40, vãi thiệt. Rồi, hên là mình xém tí nữa Nomad tử vong rồi. Hôm nay bị thớ bị ép nhà quá anh em ơi, ép nhà quá là tử vong liên tục luôn, ra chết từ đầu cuối. Rồi, không đỡ anh em dài dòng cho anh em cùng xem set đồ của top 3 Tống Kim ngày hôm nay. Hiện tại là Nomad đang sở hữu cho mình một set đăng bang và bốn món kim môn phái, set đăng bang là Hồng Mỹ. Đó. Set đăng bang này thì ở server tầm này khoảng hơn 2 triệu một chút nha anh em, hơn 2 triệu một chút. Đó. Đó, cả người tầm này phải tăng thêm máu tới, máu yếu quá, phản đăng mà chết, máu 9k phản đăng mà chết quá nha. Rồi. Cái bóng này thì 29.2, bóng này thì cũng chưa đạt tóc lắm, bóng này chắc khoảng tầm 6 đến 7 triệu. Bóng này còn 6 đến 7 triệu. Bao tay này hai cấp đỉnh khái, bao tay này chắc khoảng hơn 1 triệu. Chưa mát lắm. Áo này thì cũng min 451. Bao cái áo này chắc cũng khoảng 1 triệu. Áo này cũng min thôi nè, bao tay này cũng tầm trung. Đai lưng này cũng tầm trung, hai cấp 9x, hai cấp 9x, đai lưng này chắc cũng hơn 2 triệu anh em ạ. Đai lưng này chắc hơn 2 triệu. Đó. À, nón tím 6 dòng của nón này thì khoảng 400.000. Giày này thủy 6 dòng thì khoảng 300.000. Nói chung thì tổng set đồ này thì một con ngựa bông tiêu vĩnh viễn, chắc là ngựa vĩnh viễn này. Hôm nay thì Nomad này cái bang được top 3 nha năm. Thì đâu coi, để tính sơ qua thì cái này khoảng 7 triệu đi. Set đồng bang 2 triệu là 9. 9 với bao tay 1 triệu 10. Áo 1 triệu là 11. Đa lưng 2 triệu là 13. Bông tiêu 2 triệu nữa đi. Thì nói chung là tổng set đồ này trên dưới 15 triệu anh em à. Tổng set đồ này khoảng 15 triệu nha anh em. Tổng set đồ này khoảng 15 triệu. Nói chung là tầm 15 triệu là đó anh em không? Như hôm trước ạch cùng lôn Khải cũng vậy thôi, cũng 4 món kiểu môn phái. Thì đao, rồi bao tây, đai lưng dày thì cũng 4 món kiểu môn phái, thì cũng tương đương một set đồ tầm trung. Đó anh em có thể trải nghiệm chơi server này với 4 món kiểu môn phái kèm set đồng bang thì dao động khoảng 15 đến 17 triệu thôi anh em. Đó, anh em mua thêm cái ạc tầm 3-4 triệu nữa thì nó dao động khoảng tầm 17 đến 18 triệu thôi đó. Tùy theo cái ạc của anh em cấp bao nhiêu nữa thôi. Còn ạc Nomad này cấp khá là cao anh em, hạng 5 đó. Cái xác này ít nhất phải 5 đến 7 triệu nữa thì anh em mới tính đi. Set đồ 15 triệu đi, rồi ạc nữa, ạc này phải tương đương 20 triệu đó anh em. Tương đương 20 triệu ạc này á, biết đâu. Đó. Tuy đồ không được đẹp nhưng mà server chỉ có nhiêu đó thôi anh em. Còn anh em muốn đẹp hơn nữa thì anh em có thể trả giá bằng những cái số tiền cực kỳ cao, có thể là gấp 4 số tiền ảnh này đó. Gấp 4 số tiền ảnh này. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Nomad 4 món kiểu phái, một like chia sẻ cũng như là ủng hộ video Dư Khảo, like chia sẻ chơi nè mời. Và hiện tại ảnh này thì đang có cho mình kỹ năng cũng có 3 cấp, từ càng khôn 2 cấp trong người. Đó là cái vầng chân trên người và gới cái ngọc mặt nạ đó. Thì ảnh này đang có cho mình 3 kỹ năng cũng có. Anh em xem lại tổng thể xếp đồ. Qua cựu cung mà, cuối cựu cung mà không có cái vũ khí sao mà đánh được trăm võ. Phải có cây vũ khí cựu cung, mà cựu cung đánh chán lắm. Hôm trước Khải có ạc cựu cung đâu đánh được. Hồi đó Khải cầm ạc của anh Ngọc Diễm đó, đánh đâu anh thua, chỉ đi boss thôi, ghét boss thôi. Rồi anh em đang xem thì đừng quên trong like chia sẻ cho nha anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người. Ok. Rồi anh em nào.